Xin chào, kính chào quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn đang xem kênh. Thì chiều hôm nay là thứ hai, ngày 9 tháng 10 năm 2023, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua tình thế Thanh Long ruột đỏ, Thanh Long ruột trắng vào buổi chiều hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận cho quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giá Thanh Long ruột đỏ, Thanh Long ruột trắng thì hàng ngày, hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật giá cả một số loại nông sản khác trên kênh. Thưa quý bà con, quý anh chị, các bạn, tình hình giá Thanh Long ruột đỏ, Thanh Long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận thì giá tạm thời cũng không có biến động gì nhiều so với ngày hôm qua. Thanh Long ruột đỏ, Thanh Long ruột trắng trong thời gian khoảng 1-2 ngày trở lại đây thì giá đang có chiều hướng đang giảm nha quý bà con. Thanh Long ruột đỏ ở khu vực miền Tây chiều hôm nay thì loại 1 dao động từ 20-21 ngàn, loại 2 dao động từ 15-16 ngàn, còn loại 3 dao động từ 10 ngàn đến 11 ngàn, tùy theo từng nơi, tùy theo từng khu vực. Thanh Long ruột đỏ hiện nay tại khu vực miền Tây thì hàng giạt dao động từ 5-6 ngàn, tùy theo từng nơi. Đây là hình giá Thanh Long ruột đỏ ở khu vực miền Tây, giá này là giá thương lái thu mua tại dừa, còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn từ 2.000 đến 3.000 đồng một ký, để thương lái làm chi phí vận chuyển, lúc nào thì cũng có sự chênh lệch tùy theo từng nơi, tùy theo từng khu vực và tùy theo từng vườn. Tiếp theo là hình giá Thanh Long ruột trắng. Thanh Long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây thì hàng đẹp dao động từ 15-16 ngàn, hàng sàn dao động từ 12-14 ngàn, còn hàng giạt của Thanh Long ruột trắng hiện nay tại khu vực miền Tây thì hàng giạt dao động từ 4-5 ngàn, tùy theo từng nơi. Tiếp theo là tình hình giá Thanh Long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận. Thanh Long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận thì bò đẹp dao động từ 13.000-14.000-15.000, bò sàn từ 11.000-12.000-13.000, hàng giạt của Thanh Long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận thì đang nằm từ 4-5 ngàn, còn hàng thường dao động từ 8.000-9.000-10.000, tùy theo từng nơi. Tiếp đến là tình hình giá Thanh Long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận. Thanh Long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận chiều hôm nay thì giá tạm thời ổn định. Thanh Long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận thì loại 1 dao động từ 19-20, loại 2 dao động từ 14-15 ngàn, còn loại 3 dao động từ 9-10 ngàn. Hàng giạt của Thanh Long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận thì đang đồng giá đồng từ 5-6 ngàn, tùy theo từng nơi, tùy theo từng khu vực. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc quý bà con, quý anh chị, các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin thay kính chào, hẹn gặp lại tất cả quý bà con trong những clip cập nhật hình giá Thanh Long tiếp theo trên kênh.